nay mình sẽ làm một clip để cho các bạn biết được công dụng của muối coten sụn nâng mũi và cách sử dụng muối coten. Nó cũng vô cùng dễ dàng thôi mà lại hiệu quả rất là cao. Đây là sụn nâng mũi, mình có thể bẻ cong này bởi vì nó làm từ silicone mà rất mềm, rất là mềm. Trước tiên các bạn cho lên cái đầu trên này, lên trên cái chỗ chống, lên cái chỗ đỉnh mũi và cho vào trong. Vậy cũng rất dễ đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy lỗ mũi của mình bây giờ thành hình tam giác, rất là thật và đẹp. Mình sẽ làm nốt bên này nhá. Khi đeo được hai bên thì chỉnh cho nó cân nhau là được. Thế đấy, chỉ vài bước là có một chiếc mũi hoàn hảo, sống mũi cao và lỗ mũi hình tam giác, vô cùng dễ dàng đúng không ạ? Còn đây là trong combo của muối coten thì có thêm với gậy tháo. Cách tháo thì cũng rất dễ dàng đấy ạ. Bạn cho cái đầu nhọn này vào trong cái phần của sụn mũi và hơi xoay nhẹ, nó đã dễ dàng ra. Dễ dàng đúng không ạ? Nốt bên này nhá. Vậy đã xong rồi ạ. Chỉ mất 15-20 giây chúng ta sẽ có một chiếc mũi hoàn hảo cùng với muối coten. Không đau, không phản ứng phụ. Mũ ủng hộ mình nhá.